Vâng, em chào các bác nhé. Hôm nay em lại chăn cá buổi sáng. Thì em vừa cắt cho cá một ít cỏ này. Cỏ này là cỏ lá xả, cỏ tây. Em mọc rất nhanh. Cắt một phát là một lúc cá là ăn hết. Đấy, tiếp theo là chăn cá bằng bột ngô và cám cá. Chủ yếu bột ngô thôi, cám cá ít thôi. Đấy, mời các bác chăn cá cùng em buổi sáng sớm lắm, bây giờ khoảng 5 giờ 17 phút. Đấy, em quái cho cá ăn đây. Buổi sáng dậy là cắt cỏ chăn cá. Đấy, thời gian thì nó chiếm ít thôi, khoảng mất 15-20 phút. Kể cả nếu có ao to hơn thì mình chỉ cắt thêm cỏ và tăng cám lên thôi. Đấy, ở ngoài kia của em là một cái dàn mướp, mướp nó đang ra hoa rồi đấy, chắc sắp có quả ăn rồi đấy. Đấy, chị không thấy cá ăn mạnh mấy, sớm quá hay sao ấy. Mấy cả đợt này nước dâng lên, nước dâng xuống nhiều phù sa, cá nó đi ăn phù sa chủ yếu. Nước ở cái ngoài cái vòi cái chảy vào. Ao cá tầm 200 m² này mà đủ ăn. Hiện tại em chắc có khoảng còn 100 con cá rô, khoảng 5 lạng, nuôi được khoảng 8 tháng, 50 con cá chấm, cá chấm từ 8 lạng đến cân rưỡi, cá chép thì có ít thôi, chép thì 20-30 con, ăn bớt rồi. Ở quê nông thôn này thì tự cung tự cấp thôi là chủ yếu thôi, thi thoảng phải mua thức ăn ở ngoài, rau cỏ thì không phải mua rồi, có rau gì mình không trồng thèm ăn thì buộc phải mua. Rau đa phần là các loại rau mình trồng được như bí, củ quả, mùng tơi. Các loại rau mùa này mùa mưa thì quãi nó, rau nó không lên mấy đâu. Chăn sớm quá sao không thấy có cá về gần. Cá là tít xa. Thế cả hôm vừa rồi nước thì lũ, hôm trước nữa thì lại xuống cất vó, hình như cá nó sợ. Bài nó bơi lờ đờ ngoài nhiều hết ạ. Sáng sớm quá không phải có cá lắm. Đây, em trồng một hàng rào sắn đây. Cứ sang bẻ lá sắn này, non này cho cá thôi. Vừa làm hàng rào chắn ao, vừa có thức ăn cho cá. Làm ra hôm nào không phải bẻ. Đấy, còn cỏ mọc xung quanh ao này cắt cho cá. Tóm lại là không phải trồng nhiều cỏ đâu. Đất không có nhiều lắm nhưng mà không trồng được cỏ. Cắt cái này cho cá thôi. Cắt cái ngọn này. Ngắt lên cái ngọn này này.
Ngọn sắn thì mọc nhiều lắm, cứ cắt cứ bẻ nó lại mọc lên đó. Nhúm vứt xuống ao. Hình như là buổi sáng tập trung một chuyến này, nó không về ăn. Sáng nó không về ăn, nó tập trung ở chỗ cái vòi nước này. Nước hiện tại chảy về ít quá, chiều thì đi xem nước. Chúng mình chúng mình rất nhiều cá ở cái vòi nước. Vòi cá này là có cả cá, cả ốc. Đây cũng là cái vòi nước. Nước đang chảy về hơi ít, chiều anh sẽ bắt thêm một ít nước nữa. Đây cái này thì cứ ngắt thôi, nó lên thành bé thì ngắt thành bé, lên thành to thì ngắt thành to. Đấy, cứ ngắt cành ra, anh cứ ngắt cành nhưng ném xuống ao. Riêng cái hệ thống hàng rào này ngắt cành tha hồ đủ cho cá ăn. Vì mình nuôi ít cá chấm thôi mà, nuôi không nhiều lắm, nhiều cá chấm lắm đó. Nuôi có 50 con thôi, ao bé không nuôi được nhiều. Ao mà rộng thì em cũng được nuôi nhiều đấy, qua ao em bé quá. Nhỏ cho cá cứng lắm, rất khó lắm. Không nhổ nổi. Đấy, anh đang quay này, anh cắt cỏ xung quanh này, ngắt lá sắn là một số thứ. Anh quay anh mất dưới ao khoảng 20-30 phút một buổi sáng. Chiều có thể có thời gian thì chăm không thôi. Sáng thì không thấy có cá ăn mấy. Em chào các bác nha. Em đi làm việc khác đây. Đấy, cá bây giờ mới nổi ở phía ngoài kìa. Đó, loạt cá nổi. Cái này là cá chuối nhé. Cá chuối hoa ăn thẳng nhiều lắm. Nó lờ đờ thôi, không ăn phàm hẳn, không thể nó ăn phàm như các cá khá khác. Đấy, giữa ao đó. Đấy. Chào các bác nha, hẹn gặp lại các bác ở video sau.